Hello, xin chào mừng tất cả anh em lại quay trở lại với kênh của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Mình xin chúc đến tất cả anh em này có một có một ngày mới này tràn đầy năng lượng, luôn luôn hạnh phúc và thật là bình an nha các anh em ơi. Đây, đây là một cái nick 20k mình vừa mới kiếm được vừa mới mua được ngày hôm qua anh em ạ. Đó. Thì anh em nhìn sơ qua xem có xứng đáng là 20k được nó có được không nhá. Đây, với mình thì nó là được anh em ạ. Đây, tướng thì nó mới được 39 trên 111 thôi. Đó. Và trang bị này, ngọc này, ngọc thì nó cũng được 5 bảng rồi. Đó thì cũng đủ đủ xài cho anh em, đủ đủ thôi. Được chưa? Nó tùy mỗi người một sở thích nên là hơi khó. Đó. Thì đây, với vàng thì mới có đấy thôi. Quân Huy đây, với Quân Huy thì có 16 rồi. Nó thế nên mình nói cũng nó gọi là cũng xứng đáng một tí. Đó, chắc là bạn ấy cũng nạp 20k vào cái tài khoản này rồi, cái nick này rồi. Thì chắc là chơi cũng lâu không không chán rồi, không chơi nữa nên bỏ nên là bán lại. Đó, giờ đó cứ hóa 20k thôi. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, nó nói chung là nó rất bình thường. Thì mình dùng cái nick này để mấy hôm nữa làm video để tặng cái nick này cho anh em nhé. Ok chưa anh em ơi? Đó, bây giờ nó thì chưa ngon lắm nhưng mà đến tay anh em nó sẽ ngon ngay. Vàng và Quân Huy đến tay anh em thì chắc chắn anh em cứ thoải mái mà mua đi, thích gì cứ mua đó, trang phục hay là tướng gì anh em thoải mái mà chọn, được chưa? Thì video ngày hôm qua thì mình video tối ngày hôm qua thì mình chưa kiểm tra và tặng quà cho anh em đâu, thì hết hết video ngày hôm nay thì mình sẽ gộp hai video, mình sẽ kiểm tra và tặng quà luôn một thể, được chưa anh em ơi? Thì đây hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em cách hack Quân Huy nha anh em. Thì trong mấy video gần đây thì mình không thấy ai comment bảo làm được anh em ạ, rất là buồn luôn. Đó thì mình cũng mong anh em làm được nên là mình cứ hướng dẫn đi hướng dẫn lại cho anh em cách hack Quân Huy đó. Đến lúc nào mà anh em comment lên tầm 3-4 người hay bảo hack được, bảo làm được ấy thì đó mình sẽ chuyển chủ đề khác. Đó còn lúc nào mà anh em chưa làm được thì mình đang rất là buồn nên có tôi chưa có thể làm những cái chủ đề khác được đó. Đầu tiên cứ phải hack được Quân Huy cho anh em đã. Đó, chưa ok chưa anh em ơi? Đây, thì mình không dài dòng nữa, mình sẽ làm luôn cho anh em nhé. Đó, mình sẽ nhắc lại một lưu ý trước làm rồi, trước làm trong cái thư mục này rồi thì mình sẽ nhắc lại, hôm nay sẽ nhắc lại nên anh em chú ý nhé. Đó, chú ý giúp mình. Đầu tiên thì phải tải ứng dụng Rajiver về đây, vào sẽ App Play tìm tải ứng dụng Rajiver. Đây, đây Rajiver, tải về. Đây là mình tải rồi nha các anh em ơi. Đây mở ra sẽ có thư mục thế này, sẽ vào thư mục thứ hai này, Android này, tiếp theo là data nha anh em, thư mục thứ ốp đây có thêm một thư mục à, thư mục thứ tư nha anh em ơi, comgardena.game.gvn nhá, thêm một thư mục gì ấy đó, anh em đừng vào nhầm nhá, anh em đừng có vào nhầm nhá. Đây thư mục thứ ba nhá, thứ tư đó, đừng có thư mục thứ năm là comgardena.game.gvn gạch ngang et, được chưa? Cái dòng dưới nó không được đâu. Đó, comgardena.game.kgvn anh em click vào. Đó, tiếp theo là cache nha anh em ơi. Đó, và thư mục thứ hai này, thư mục thứ hai màu vàng ấy, đó là recorder. Đó, anh em click vào. MGC long. Đây và thư mục cuối cùng mình cần đây. Đó. Đây, thì anh em lâu lâu cũng phải quay lại một tí nhá. Đó, quay lại liên quan không là nó chạy ao lại từ đầu là không được đâu. Mình nhắc đi nhắc lại đấy, anh em nên nhớ giúp mình cái lưu ý đó. Mình tiếp tục nào. Đây mình sẽ nhấn giữ vào cái thư mục này, cái nén. Rồi, đó sẽ có một thêm một thư mục nén đây. Tiếp theo là anh em nhấn giữ để đổi tên nhá. Ơ không, không phải đâu mình nhầm một tí rồi. Đây anh em phải sao chép chứ. Sao chép đây, khi anh em nhấn sao chép ấy thì có thư mục mà có giao diện màu xanh ở dưới hình tròn ấy, có quyển sổ ở giữa ấy, thì anh em nhấn vào bên góc tay phải á. Anh nhấn vào thì nó mới ra thêm thư mục của mình cần, mình copy ra. Thì anh em lại tiếp tục nhấn giữ thư mục mình vừa copy này để anh đổi tên nhá. Đó. Đổi tên anh em xóa từ copy đi cho mình. Hôm nay thì nick mới mình sẽ hack 1k và 1k Quân Huy luôn đi. Đó, được chưa? Anh em hack bao nhiêu anh em cứ ghi vào. Đó, thì anh em hack ít nhất ít nhất 1k Quân Huy trở xuống cho mình thôi. Ok chưa? Đó, nếu làm được rồi thì anh em hết anh em lại hack tiếp. Đừng có vội nha anh em ơi. Ok chưa? Thì hôm nay mình sẽ hack 1k Quân Huy cho cái nick này. Đó. Đầu tiên là anh em viết cheat Quân Huy nhá. À cheat tức là số lượng nhá. Đây, cheat với số lượng thì hôm nay 1000 1k là 1000. 1000 Quân Huy. Quân Huy anh em viết liền không dấu nhá.
chưa, anh em sẽ thế này, anh em đừng có làm tắt mà chọn chọn tất cả này, chọn để sao chép luôn nhá. Mà anh em làm như này xong, anh em ok thoát ra ngoài, ok xong này sẽ có thư mục như này đó, anh em đừng có làm tắt nhá. Anh lại là nhấn giữ vào đổi tên này, chọn tất cả sao chép lại được chưa đó. Rồi anh em quay trở lại Liên Quân và vào nhập git code, anh em nhớ đừng làm tắt nhá, đừng có làm tắt, cứ làm giống như mình đây, nhập code đây, anh em nhập vào cho mình đó, anh em kiểm tra nhá, chít 100.000 đó là 1k rồi, ok xác nhận này hai này. À cái lưu ý mình quên mất hai hai rồi nhá, thì cái lưu ý này thì trong lưu trong cái thư mục này mình đang hướng dẫn á, thì anh em phải tiến hành xác nhận 10 đến 13 lần nha anh em ơi. Đó anh em nhớ nhá, lưu ý thứ hai đó, hai rồi, ba này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 lần này đó, thì 10 đến 13 lần nha anh em ơi. Đó. Được chưa? Đó anh em làm xong này, anh em x ra ngoài này. Đó, anh em thoát ra màn hình chính. Đây và phải quay lại ứng dụng cho Jiver nha anh em ơi. Đó, lưu ý thứ ba đó. Anh em lưu ý cho mình, đừng có bỏ qua nha anh em ơi. Cứ từ từ làm thôi. Đó. Xóa hết thư mục nén và thư mục copy ra đi. Đó, vậy là xong ứng dụng Rachiever, anh em trở lại lên quân này, vào túi đồ. Vào túi đồ thì gì nhỉ? Vật phẩm bán về ít nhất phải 5 vàng trở lên nha anh em ơi, chọn một vật phẩm bất kỳ bán đi. Đó, ít nhất là phải 5 vàng nha anh em ơi. Đó, lưu ý thứ tư đó. Anh em cố gắng lưu ý giúp mình đó, thì sau khi bán đồ xong thì anh em vào cứ như bình thường như mọi video, anh em vào tập huấn này, vào đấu luyện này cho vật tướng bất kỳ nha anh em ơi. Chọn AD đi. Cái mũi của mình nó dị ứng rồi anh em ạ, ốm thì chắc là khỏi rồi đấy, không 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 khỏi 100% thôi, nhưng mà cái mũi nó không thể khỏi được, nó cứ tịt hoài sáng dậy nó cứ sổ mũi ra, nhỏ thuốc bao nhiêu cũng không được đó, nói nó hơi tịt tịt một tí anh em thông cảm nhá. Mắc cấp này đó, mình sẽ cứ hướng dẫn lại cho anh em cách hack luôn đó, thì lúc nào mà anh em comment lên khoảng anh em comment lên khoảng 3-4 người, ít nhất là phải 3 người đó, làm được thì mình mới chuyển sang chủ đề khác nha anh em. Rồi cứ mọi khi mọi video thôi anh em lên lấy một mạng nó, ôi cũng hơi khó rồi đó, lấy một mạng là được đó, anh em làm sợ làm được cứ comment lên giúp mình nó, đừng có để giữ lại riêng cho mình nha các anh em ơi. Đó mình thật sự cảm ơn nó, làm được thì chắc chắn sẽ có người làm được, mà chắc chắn là có người làm được rồi, đã comment lên rồi, nên là mình không phải lừa dối anh em đâu đó, mình không phải lừa dối anh em đâu đó, có người làm được là comment lên rồi, nên là anh em cứ cố gắng làm giúp mình, và làm được thì vui lòng là comment lên giúp mình cho mình và mọi người được biết đó. Cảm ơn chân thành và cảm ơn rất nhiều. Đây và đến giờ mong cái đoạn mà anh em mong chờ tiếp đây, nhận được con Huy miễn phí thoải mái và cực kỳ sướng luôn đó, anh em chờ cái đoạn này này, đây 100k đó, quá chi là dễ và rất chi là nhanh phải không anh em. 100k à, 100.000 không trăm à, 100.000 không trăm 16 con Huy đúng không đó. Thì với số lượng quân huy này thì mình sẽ giữ nguyên như này cho anh em. Đó, mình sẽ lấy cái nick này để tặng cho anh em thôi, mình sẽ không dùng đâu. Ai đang anh em nào đang xem video này cố gắng làm theo mình hướng dẫn á, thì anh em cố gắng những lưu ý mình đã nói trong video á, thì cố gắng làm từ từ và làm từ từ và lưu ý giúp mình nhá. Đó thì cứ làm theo mình làm theo và những gì mình lưu ý đó thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Ok chưa? Đó. Đây, mình sẽ nhảy liên tục cho anh em thấy này. Đó. Thì đây trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả anh em có ba trang phục mà mình thấy đẹp này, mà thấy nó hợp lý này, đó là Eleanor siêu thám tử nha anh em, 399 con huy đó, và tiếp theo là Sweep X nhồi bông nha anh em, cũng 399 con huy luôn đó. Còn này late game thì bắn đau lắm anh em ạ. Đó, tiếp theo là Phoenix phi hành gia, 399 con huy, tí bé nhưng rất chi là chất lượng anh em ạ.
đi rừng mà xanh lên rồi thì bắn đâu phải biết đó. Đây còn rất chi là nhiều trang phục đẹp, rất chi là nhiều trang phục đẹp luôn đó. Anh em thích trang phục gì này, cứ việc comment tên nick kèm tên trang phục mà anh em yêu thích nha anh em ơi đó, và làm đầy đủ các bước giúp mình like, bật chuông, đăng ký kênh, và đặc biệt là phải xem hết video không tua nha các anh em ơi đó. Anh em nào yêu quý mình thì cho mình xin thêm một lượt chia sẻ đó. Thì chắc là mình cũng tạm dừng video ngày hôm nay của mình tại đây thôi. Mình xin chúc đến tất cả anh em này có một ngày mới ngày mới luôn luôn vui vẻ và thật là hạnh phúc bên gia đình nha các anh em. Đó, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.